Vâng, xin chào các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Trong cái thời gian vừa qua thì lại tiếp tục các những cái câu hỏi mà khách hàng đã gửi về cửa hàng để chúng tôi tạo những ý tưởng để mà chúng tôi làm những cái video trả lời khách hàng, những cái thắc mắc của các khách hàng gần xa. Thì ở trong video này là mình có trả lời cũng thấy nhiều các khách hàng gửi về, đó là hỏi xe đạp gửi cho tôi một cái hình ảnh xe đạp hãng Shimano, hay là những cái câu hỏi khác dạng như thế, như là xe đạp Shimano có tốt không. Thì trong video này thì xe đạp Hải Phòng.com xin trả lời cái câu hỏi dạng như vậy, nó liên quan đến xe đạp Shimano. Thì như các bạn biết và các bạn có thể Google, các quý khách có thể Google, đó là Shimano là viết là một cái thương hiệu của một cái công ty sản xuất đồ câu cá và bộ chuyển động, đồ bộ chuyển động của xe đạp thuộc Nhật Bản. Chứ Shimano thì không sản xuất xe đạp. Các nếu mà các bạn có quan tâm đến máy tính thì mình có lấy ví dụ như này cho quý khách dễ hiểu. Như là cái hãng Intel là hãng sản xuất chip, hay là hãng AMD là hãng sản xuất chip vi tính, thì họ chỉ sản xuất chip vi tính chứ họ không sản xuất máy tính. Thế thì có cũng cái câu hỏi mà xe đạp Shimano có tốt không thì cũng tương đương với câu hỏi là máy tính Intel hay là máy tính AMD có tốt không. Thì câu trả lời chính xác ở đây đó là Intel không sản xuất máy tính, cũng như AMD không sản xuất máy tính, mà Intel chỉ sản xuất chip gắn ở trong máy tính. Thì tương đồng như vậy thì cái hãng Shimano là hãng sản xuất bộ chuyển động xe đạp của Nhật chứ không sản xuất xe đạp. Bởi vì lý do như vậy cho nên là không có xe đạp hãng Shimano, hoàn toàn là không có xe đạp nào hãng là Shimano hết, mà chỉ có xe đạp dùng sử dụng bộ chuyển động của Shimano Nhật Bản mà thôi. Cho nên là hãng Shimano, hãng xe đạp hãng Shimano là không có. Trả lời như vậy để quý khách biết rằng là cái hãng xe đạp mà chính xác tên là Shimano là không có xe đạp, không có xe đạp Shimano, mà chỉ có phụ tùng gắn ở trên chiếc xe đạp đó của được, ví dụ như là thường sẽ là bộ chuyển động hoặc là bộ chuyển số của Shimano sản xuất mà thôi, chứ không có xe đạp Shimano, cũng giống như là máy tính Intel là không có. Và cái thứ hai là từ cái câu hỏi đó thì chúng ta thấy một cái điều rằng là cái hãng xe đạp, cái hãng sản xuất bộ chuyển động xe đạp và bộ chuyển số của xe đạp là nói chung là của Shimano Nhật Bản ấy, rất là phổ biến. Như các bạn biết hoặc các bạn có thể tìm hiểu trên Google, đó là trên thế giới này chỉ có 3 hãng sản xuất bộ chuyển động xe đạp. Một là của Shimano, hai là của SRAM của Mỹ. Shimano một là của Nhật, hai là SRAM của Mỹ, và ba là Kampa là của Ý thôi. Thì hai cái hãng còn lại đó là SRAM và Kampa của Ý, SRAM của Mỹ ấy, thì nó là cho cái dòng xe đạp rất là cao cấp, cao trung và cao cấp. Còn Shimano là rất là bình dân. Cũng như là nói đến xe ôm thì người ta mặc định là Honda ôm, mặc định là Honda ôm, chứng tỏ là cái xe máy ở Việt Nam thì Honda là rất là phổ biến và mặc định là xe đạp sẽ là gắn bộ chuyển động của Shimano. Bởi vì Shimano là theo mình đánh giá thì khoảng 80-90%, chắc là phải hơn 90% xe đạp trên thế giới này thì sử dụng bộ chuyển động do hãng Shimano sản xuất. Ở đây cũng có một câu hỏi đặt ra là thế tại sao có những cái xe mà có hơn 1 triệu đồng hay là vài trăm nghìn cũng sử dụng bộ chuyển động Shimano, hay là có những cái xe mà đến 50 triệu, 100 triệu cũng sử dụng bộ chuyển động của Shimano. Thì mình khẳng định rằng là nếu là cái xe hơn 1 triệu thì chắc là sử dụng bộ Shimano nhái của Trung Quốc làm. Còn những bộ chuyển động Shimano thấp cấp nhất thì cũng phải cái xe nó cũng phải tầm khoảng hơn 2 triệu đến hơn 3 triệu thì mới sử dụng được bộ Shimano chính hãng được. Chứ còn hơn 1 triệu đến vài trăm nghìn thì không cái giá thành như thế thì chiếc xe thì không thể sử dụng bộ chuyển động Shimano. Còn cái phân biệt bộ chuyển động Shimano cao cấp hay là thấp cấp như thế nào thì chúng ta những cái video khác trong kênh của tôi. Tôi đã làm những cái video mà hướng dẫn phân biệt các bộ chuyển động Shimano cho dòng RAT, cho dòng MTB và cho dòng các cái dòng khác. Quý vị có thể tìm xem lại kênh.
Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, các cái mẫu xe khác mới về thì quý vị hãy ấn like video ở trên Facebook và ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng. Còn nếu mà các quý vị đang xem trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Hẹn gặp lại và quý vị và các bạn trong những video tiếp theo, trả lời những cái câu hỏi khác mà khách hàng gửi về cho chúng tôi. Xin chào các anh chị em đang xem livestream trên Facebook của em, và hẹn gặp lại các anh chị trong những livestream lần sau.